Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nhé, trong chương trình ngày hôm nay. Đấy, thường ngày thì DVH rất hay giới thiệu về các cái thiết bị âm thanh sân khấu, âm thanh sự kiện, nhưng mà tuy nhiên là đợt này thì dịch bệnh nó hoành hành nên là các bác không có thời gian đi show mấy nữa rồi, mà dành nhiều thời gian ở nhà hát karaoke gia đình. Thì thuận theo ý của quý khán giả, DVH giới thiệu tới toàn thể quý khán giả thân mến một cái mẫu sản phẩm rất là mới, gọi là mới tinh luôn, sản phẩm mới về của hãng DV Acoustic, model là KM330 Pro. Thì con này là nó là một cái phiên bản nó nâng cấp hoàn toàn luôn, nâng cấp toàn diện luôn các bác nhé. Nó khác rất nhiều so với cả các cái phiên bản cũ. Thường thì các bác chỉ thấy là các cái con vang số, DV sẽ cho bớt nhại đi một tí nói cho rõ hơn. Thường thì các bác chỉ gặp ở những cái chiếc vang số nó mới có cái màn hình nó to như này. Đây, một con màn hình rất là to. Còn vang cơ thì chắc là không có đơn vị nào làm ra cái con vang cơ nó có cái màn hình to như này. Nhìn nó to rất là sang, mặt đẹp, mặt là nhôm xước nhé, nhôm xước nó mạ đen rất là đẹp. Bên này thì là các cái nút chức năng, các cái núm để chỉnh cơ. Còn bên này là màn hình hiển thị số. Cái này thì nó có cả reverb luôn, rất là hay. Đây này các bác nhìn này, delay, repeat này, reverb này. Và cái này là chỉnh cái tỷ lệ giữa echo và reverb coi nhé. Và các cái tham số thì nó hiển thị ở trên màn hình rất hay. Đây, mình đang nói thì cái vạch mic nó đang nhấp nháy. Alo, 1, 2, 2. Đấy, có một cái màn hình hiển thị rất là to, rất là đẹp, trông cực kỳ hoành tráng luôn, rất là đẹp trai. thì nâng cấp từ những cái phiên bản cũ, thực ra thì ở những phiên bản cũ ấy, thì cái tiếng effect của nó đã là quá hay rồi, và lên những cái phiên bản đời cao hơn thì càng hay, nó càng hay, effect rất là hay. Đây, DVH sẽ tăng nhại thêm, tắt nhạc đi nhá, các bác cùng lắng nghe cái tiếng effect, nó hay cực kỳ luôn, reverb rất là hay, vang cơ nhưng mà reverb hay cực kỳ. Để các bác nghe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2. Đấy, các bác nghe cái đuôi cái tiếng reverb nó rất là dài, nó dài ra đằng sau, nghe nó phê cực kỳ, rất là hay. Đây, cái hát sẽ chỉnh thử cái echo với cả cái reverb ở trên này. Đây nha các bác nha, đầu tiên là delay này, DVH sẽ tắt nhạc đi để các bác nghe rõ hơn. Delay này là cái tốc độ vang nhạc, đây chúng ta từ bật kịch sang trái. Bây giờ DVH sẽ tắt reverb đi nhé, bây giờ chúng ta sẽ test cái phần echo trước. Đây các bác, 1, 2, đây. Nếu mà bật kịch sang bên này thì không thể nào mà hát được, tại vì nhạc nó nhanh như đi ăn cắp ấy. Rất là nhanh, thì thường DVH hay để ở cái tầm này. 1, 2, 1, 2, 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
một time. Bây giờ sang cái repeat này đây nhá. Tức là khi các bác vặn núm ở đây thì màn hình nó sẽ hiển thị cái số phần trăm ở đây nhé. Repeat này, nếu vặn sang bên này thì nó sẽ không có cái đuôi nhạc, sẽ không thể nào mà hát được. Thì DVH hay để nó ở khoảng như này, 1, 2. DVH hay để nó khoảng độ 65-70% thì là sẽ hát được. Nên nhạy nó sẽ ra cái tiếng nhạy như này, 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, nhạy rất là dễ hát nhé. Ok, xong cái phần delay thì bây giờ sẽ sang cái phần reverb này. Đây này, reverb các bác nhìn là khi mà mình vặn nó sẽ hiện phần trăm ở đây. Con này thì nó là effect độc lập luôn nhá. Echo riêng và reverb riêng các bác chỉnh độc lập được, rất là hay. Đây là reverb thì DVH chỉ để khoảng 40%. Nói chung vang cơ mà 40% nghe nó đã rất là nhiều reverb. Nói chung con này là reverb quá là hay. Không phải là quá khen chứ phải nói là hàng DB này thì đánh giá là chất lượng rất là cao. Đấy, nghe cái tiếng echo và tiếng reverb các bác nhá. 1, 2. Đấy, sau khi là mình chỉnh echo xong, mình chỉnh thêm một chút reverb thì nó sẽ pha trộn giữa echo và reverb vào thì nghe cái tiếng effect nó sẽ rất là dẻo, rất là hay. Và cái cuối cùng là reverb volume, như các bác đừng lầm tưởng cái núm này nhé. Thực ra cái núm này thì nó là cái tỷ lệ trộn giữa echo và reverb thì thường thì các bác cứ để 50%, tức là để ở cái hướng 12 giờ này. Để ở cái hướng 12 giờ này nó sẽ hát rất là ok. Rồi, xong cái phần effect kia rất là hay rồi, không có gì để có thể chê được ở trên cái con vang này được nữa. Xuống phía dưới phần mic thì nó có cái núm là feedback này, nó viết tắt FD, thì ấn vào đây thì nó sẽ on là cái trung hú. Thì quý khán giả có thể nhìn thấy là DVH đang ngồi rất là gần loa. Cái con này thì khả năng cái trung hú nó rất là ok. Đây, hai loa Koda, hai siêu loa Koda bát 30 đặt hai bên ngồi rất là gần nhưng mà không bị hú mic. Nói con này thì nó trung hú khá là tuyệt vời luôn.
cũng không thể nào mà bằng vang số được đâu, nhưng mà nói chung là vang cơ mà nó trông hú như thế này thì David Han nghĩ là khá là ok. Nói chung là trong cái làm vang cơ thì con này quá ngon luôn, không thể nào mà chê vào đâu được nữa rồi. Làm nhờ mày quay lại gần đây. Thì cũng như bao nhiêu con vang cơ khác thì nó sẽ có cái phần chỉnh là bass này, trung và tép của mic. Thì con này nó có thêm cái phần là exciter. Exciter này là nó chỉnh kiểu như là cái nghĩa của cái từ exciter là nó dạng kiểu nhà thăng hoa ấy. Thì tiếng Anh thì nghĩa nó không được sát nghĩa lắm, thì mình cứ nghĩ nôm na ở cái tiếng Việt là cái exciter này là dạng kiểu nhà nó chỉnh để cho cái giọng của mình nó nổi hơn. Đây các bạn vặn lên nhé, exciter các bạn để cái phần trăm ở đây này. Khi mà mình vặn được cái phần trăm đây nó sẽ nháy theo rồi. Thì thường cái exciter này DVH cũng để khoảng là 40%. 1 2 thì để ở cái tầm 40% nghe cảm giác giọng nó nổi hơn. Đây này các bạn nhìn. Đây là tắt exciter nhé. 1 2 1 2 vặn lên. 1 2 1 2 đấy, có thể không? Khi mà mình bật cái chức năng exciter lên thì mình nghe cảm giác cái tiếng micro của mình nó nổi cái giải trung cao hơn rất là nhiều, nên chúng ta sẽ nghe cái giọng của mình nó sẽ rõ hơn, nghe cái tiếng mic nó sẽ rõ hơn và nó sẽ dễ hát hơn rất là nhiều các bạn nhé. Ok, xong phần mic thì sang phần music. Music thì cũng như bao nhiêu con vang cơ khác thôi, thì nó cũng có chỉnh bass trung tép đấy, rất là đơn giản. Cái này chắc các bác ai cũng biết rồi, không phải giới thiệu thêm gì nữa. Bên này thì có ba cái núm volume tổng. Cái này là effect này, alo alo 1 2 3 4. Đây là volume tổng của effect. Bên này là volume tổng của mic và bên này là volume tổng của nhạc. Đấy, rất là dễ sử dụng. Phải nói là kiên nhất vẫn là cái quả màn hình này, rất là to, màn hình siêu to luôn, rất là hay. Rồi ok, bây giờ đi ra sẽ test qua một chút cái tiếng nhạc và test một chút karaoke để mời các bác cùng đón nghe và cảm nhận cái chất nhạc và cái chất mic, cái chất vang của cái chiếc vang cơ này. Sau đây là ca khúc Tha Thứ Lỗi Lầm, một bài hát rất là hay của ca sĩ Tuấn Hưng với phần trình diễn của DVH. Đấy, nhạc rất là dẻo, các bạn nghe nhạc dẻo cực kỳ, rất là hay. Alo, 1 2 3 4 5 6, nhạc dẻo lắm, rất hay. Anh đi cho tình yêu, cho tình ta và bao ước vọng, cho mộng mơ tình em ấm. Vì ta đã hứa mãi không rời xa, và giờ khi năm tháng qua thật nhanh, anh vội vã nhận ra. Giờ phải ta đâu quên được nhau, ta đâu yêu được một ai nữa. Người yêu ơi, anh yêu em nhiều lắm. Người yêu ơi, sao em mãi buồn lắm. Người yêu ơi, sao em không biết được là tận ngày dài. Phần
nghe cái tiếng mic nó rất là mềm, nghe mic tiếng nó mềm, nó quấn cực kỳ luôn. Alo alo 1 2 3 4 5 6, nghe tiếng mic rất là rõ, vừa rõ vừa mềm, rất là hay. Với một cái mức giá rất là phải chăng, nó sẽ là một cái số tiền cũng nho nhỏ thôi, không đáng bao nhiêu cả, thì khán giả đã có thể sở hữu được một chiếc văn cơ, một chiếc văn cơ DB Acoustic, hàng chính hãng, phân phối chính hãng của DB Acoustic Việt Nam, model KM330 Pro, effect thì rất là hay luôn, rất là hay luôn. Các bạn nào mà ngại chơi văn số khó chỉnh thì có thể chơi cái chiếc văn cơ này. Tuy là văn cơ nhưng mà phải nói là cái tiếng effect của nó không thua kém gì văn số các bạn nhé. Các chức năng nói chung là rất là ngon và khả năng chống hú rất là tốt nữa, tại vì ngồi ngay gần loa đây, đây ngồi ngay gần loa đây và không bị hú, không bị zip một chút nào luôn nhé, rất là ok. Hiện tại DBH đang là đại lý được ủy quyền của DB Acoustic Việt Nam này, để các bạn xem này, có giấy chứng nhận của DB đàng hoàng luôn nhé, các bạn không lo mua phải các cái hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Đấy, đại lý được ủy quyền bởi DB Việt Nam luôn. Đấy thì quý khán giả có nhu cầu thì vui lòng là nhấc máy và alo trực tiếp cho DBH để được tư vấn và đặt hàng to nhé. Thì bên DBH sẽ hỗ trợ ship hàng toàn quốc, theo đường bưu điện sẽ ship hàng đến tận nơi cho các bác. Đấy, các bác nào ở xa không đến được thì sẽ ship tận nơi, còn các bác ở gần thì rất vui lòng sang đón. Mời các bạn đến trực tiếp cửa hàng DBH để cùng test thử và trải nghiệm cái chất âm của chiếc văn cơ KM330 Pro này các bác nhé. Ok, clip này thì DBH xin phép dừng lại ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những clip sau. Và quý khán giả đừng quên đăng ký kênh của DBH để cập nhật các clip mới nhất từ kênh của DBH nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.